một sản phẩm mới, một cách làm mới, một công nghệ mới, một tư duy mới và rất nhiều điều mới tạo nên một sản phẩm mang tên Line Design. Line Design là một ứng dụng công nghệ giúp phân tích tâm lý, hành vi, xu hướng tính cách và đọc vị bất kỳ ai chỉ dựa vào họ, tên và ngày tháng năm sinh. Ngoài ra, bạn có thể biết được về vận hạn của mình ở hiện tại, tương lai và những gì xảy ra trong quá khứ. Điều đặc biệt hơn hết là rất dễ để bất kỳ ai cũng có thể đọc, hiểu ngay bài luyện Line Design và ứng dụng ngay vào trong đời sống của mình mà mình không cần phải biết về thần số học hay cũng không cần phải đợi bất cứ một master coach nào để coach cho chúng ta cả. Bản thân mình cũng có thể hiểu được chính mình và biết mình cần nên làm gì cho phù hợp nhất, giúp mình đạt được những mục tiêu, như mục tiêu từng ngày, mục tiêu từng tháng, mục tiêu từng năm và mục tiêu cuộc đời. Vì sản phẩm hiện tại đang được ứng dụng nền tảng của thần số học NLP, DISC, tứ trụ, tử vi, tâm lý học đã được áp dụng và khảo sát trên 12.000 người và cho ra kết quả chính xác lên đến 95%. Và đây là những bộ môn đã được khoa học chứng minh chứ không giống những hình thức mê tín, bói toán. Bạn sẽ là người thầy cho chính bản thân của mình mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ một người thầy bói nào nữa. Line Design, bạn thiết kế cuộc đời giống như một người bạn đồng hành với mình mỗi ngày, cho mình những lời khuyên về những việc mình nên làm, những việc nên tránh, những việc cần phát huy, nên lựa chọn làm những công việc gì để phát triển bản thân của mình một cách tốt nhất, phù hợp để đi đến thành công. Đây là một sản phẩm sinh ra để tối ưu, cải tiến và chữa những nhược điểm của thần số học. Và khẳng định trên thị trường thần số học không có một đơn vị nào có được bản thiết kế cuộc đời này. Đây là sản phẩm số 1 về thần số học. Vitus chúng tôi là đơn vị duy nhất và tiên phong về công nghệ trên thị trường trong lĩnh vực thần số học. Nếu bạn thực sự yêu thương và muốn khám phá bản thân mình, hãy sở hữu ngay một bản Line Design nhé.